Ngô Bội Từ, siêu mẫu được người tình lý tưởng nghìn tỷ vì sinh con trai, nay xuống cấp, bề rạc khó tin. Ngô Bội Từ, nàng siêu mẫu đình đám xứ Đài, từng khiến bao người ghen tị đỏ mắt vì cuộc sống trong mơ, giờ đây khiến nhiều người sốc nặng khi hình ảnh xuống cấp, bề rạc đến khó tin. Nguyên nhân là do chồng đại gia của nàng siêu mẫu đã vỡ nợ, khiến cô mất đi cuộc sống bà hoàng trước đây. Trong giới siêu giàu ở Đài Loan, không ai là không biết đại gia Kỳ Hiểu Ba, chồng của siêu mẫu Ngô Bội Từ. Chẳng những giàu có, đại gia họ Kỳ còn cực kỳ yêu thương vợ, hận không thể hái cả mặt trăng trên trời để cho cô. Tuy nhiên, đây cũng là trường hợp gây tranh cãi và tiếc nuối nhất showbiz, bởi sau hơn 10 năm bên nhau, biến cố đã xảy đến với gia đình họ và khiến cuộc sống hoàn toàn đảo lộn. Ngô Bội Từ sinh năm 1978, từng là một trong những chân dài hàng đầu của Đài Loan trong những năm 2000 với chiều cao lý tưởng, thân hình cân đối và lối trình diễn cuốn hút. Siêu mẫu đình đám mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc, Mỹ. Vẻ đẹp lai đặc biệt đã giúp cô tạo dấu ấn và tiếng thân trong làng người mẫu. Cô cùng lứa với siêu mẫu Lâm Chí Linh và nổi tiếng chẳng kém người đẹp họ Lâm thời ấy. Ngô Bội Từ cũng từng tấn công sang lĩnh vực điện ảnh, nhưng giai đoạn đầu chưa từng được đào tạo bài bản nên không gây được ấn tượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chân dài vẫn quyết tâm chinh phục đam mê và dần dần cũng có được lượng người hâm mộ đáng kể. Năm 2011, siêu mẫu họ Ngô quyết tâm theo người tình bỏ cuộc chơi khi còn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Ngay đó, truyền thông rầm rộ đưa tin về cuộc tình âm ỉ của cả hai khi Kỳ Hiếu Ba là đại gia bất động sản và casino có máu mặt trong giới. Trong suốt 10 năm bên nhau, Ngô Bội Từ bị mang tiếng là máy đẻ cho nhà giàu khi sinh tới 4 người con, 3 trai 1 gái, dù chưa một lần được bước lên xe hoa, mặc váy cô dâu tiến vào lễ đường. Thời gian đầu, Ngô Bội Từ khiến bao người đỏ mắt ghen tị khi được chồng chăm sóc, thương yêu, thậm chí yêu chiều như bà hoàng. Truyền thông đưa tin, khi Ngô Bội Từ sinh quý tử đau lòng, đại gia Kỳ Hiếu Ba lập tức thưởng nóng cho vợ 4 tỷ tệ, tương đương 13.000 tỷ đồng. Nàng siêu mẫu trở thành bà mẹ bỉm sữa hot nhất showbiz một thời, là niềm mơ ước của phụ nữ. Không chỉ vậy, người đẹp họ Ngô còn được tặng chiếc nhẫn kim cương 10,4 carat trị giá tới 20 triệu đô la Hồng Kông, gần 60 tỷ đồng. Có thông tin cho hay, Kỳ Hiếu Ba còn mua tặng một căn siêu biệt thự nhìn ra biển trị giá 430 triệu tệ, tương đương 1.500 tỷ đồng dành cho Ngô Bội Từ. Ngoài ra, anh còn tặng cô 21% cổ phần trị giá 1,2 tỷ đài tệ, hơn 900 tỷ đồng của công ty Hồng Kông GE. Vậy nhưng tới năm 2019, cuộc sống của gia đình tỷ phú này đảo lộn 180 độ. Truyền thông xứ Đài cho hay, Kỳ Hiếu Ba vỡ nợ với số tiền 25 tỷ đài tệ, tương đương 19.000 tỷ đồng. Thời điểm đó, Ngô Bội Từ vác bụng bầu thứ tư và đưa ba con rời khách sạn xa xỉ Four Seasons Hồng Kông, nơi cả gia đình chung sống. Có thông tin tiết lộ rằng, cả gia đình cô bị đuổi khỏi khách sạn này. Ngay cả căn biệt thự siêu sang trị giá 300 triệu tệ, tương đương gần hơn 1.000 tỷ đồng của Kỳ Hiếu Ba, cô phải đem đi để thế chấp ngân hàng. Sau biến cố đó, Ngô Bội Từ trở nên im hơi lặng tiếng, hoàn toàn biến mất trên các trang tin truyền thông. Nhiều thông tin cho biết cô vẫn quyết tâm ở bên chồng tỷ phú, cùng anh vượt qua khó khăn. Mới đây, nàng siêu mẫu đình đám khiến người hâm mộ sốc nặng khi xuất hiện tại một siêu thị nhỏ. Khác với hình ảnh sang chảnh thường thấy, ba mẹ bốn con đeo khẩu trang, đầu tóc rối bù, thậm chí không thèm trang điểm, bên cạnh không có bất kỳ vệ sĩ hay trợ lý nào. Có fan còn nhận ra chiếc áo cô mặc thực ra là đồ cũ, từng được siêu mẫu này diện cách đây nhiều năm thổi còn mặn nồng với vị đại gia casino. Trong khi trước đó, Ngô Bội Từ luôn xuất hiện với hình ảnh khí chất ngút trời cùng đồ hiệu đắt đỏ. Dù đã 40 tuổi, nhưng nàng siêu mẫu luôn được nhận xét là trẻ trung như gái 20. Người hâm mộ cho rằng Ngô Bội Từ đã hoàn toàn mất đi khí chất sang chảnh của siêu mẫu nước tiếng xứ Đài năm xưa. Từng là người đẹp có gia sản khổng lồ, có trong tay nhiều căn hộ cao cấp, thích tổ chức tiệc siêu sang bên những người bạn là phú bà đình đám. Vậy nhưng giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là dĩ vãng. Có lẽ, điều mà nhiều người xót xa nhất cho cô chính là một danh phận đàng hoàng và một đám cưới tươm tất. Tuy nhiên giờ đây, đó có lẽ là hai điều rất khó có thể thực hiện với siêu mẫu này.